Thực hiện Nghị quyết 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong những ngày qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cẩm Lệ đã triển khai rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của các hộ dân nhằm đảm bảo chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng. Chị Đông Thị Tuyết, tổ 9 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ vui mừng vì được Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cẩm Lệ giải ngân 50 triệu đồng. Với số tiền này, chị dự kiến mở một quán cà phê để kinh doanh, phụ giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt. Em được Ngân hàng Chính sách Xã hội vay 50 triệu để em làm vốn mở quán cà phê để trang trải cuộc sống hàng ngày. Em mong là với số vốn này có thể giúp em vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh vừa qua. Cũng như chị Tuyết, thời gian qua tại điểm giao dịch định kỳ hàng tháng ở phường Hòa Xuân, 51 khách hàng đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cẩm Lệ giải ngân theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Nguồn vay vốn thuộc chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Cẩm Lệ cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Và hiện nay, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội quận đang triển khai các cái chính sách cho vay thực hiện theo cái Nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là cho vay đối với lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, ngoài công lập do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Và đặc biệt thì cũng cho vay cho các đối tượng là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay thì dư nợ trên địa bàn phường Hòa Xuân là hơn 90 tỷ với hơn là 2.000 hộ được tiếp cận cái nguồn vốn vay. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội quận đã giải ngân số tiền hơn 11 tỷ đồng cho 183 hộ vay. Dự kiến trong tháng 5 2022, Ngân hàng sẽ ký hợp đồng tín dụng giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội cho 21 hộ với số tiền 8 tỷ 920 triệu đồng nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu bức thiết về nhà ở của các đối tượng chính sách.